Mới đây, một chiếc Hyundai Grandeur 2021 bất ngờ xuất hiện trên xe chuyên dụng di chuyển trên đường phố Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không rõ xe được nhập khẩu theo diện chính hãng hay tư nhân, phục vụ cho mục đích ngoại giao, nội bộ hay nghiên cứu thương mại. Chiếc xe về Việt Nam là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Philip của thế hệ thứ 6, ra mắt lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2019. Grandeur là cái tên khá xa lạ tại Việt Nam nhưng lại là mẫu xe rất ăn khách tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Hyundai nhận được 32.179 đơn đặt hàng chỉ sau 11 ngày ra mắt, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thương hiệu. Doanh số năm 2021 của mẫu sedan này đạt tổng cộng là 145.463 xe, giữ kỷ lục hơn 100.000 trong 4 năm liên tiếp và đang dẫn đầu bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tại thị trường ô tô Hàn Quốc. Hyundai Grandeur thuộc phân khúc sedan cỡ lớn, cạnh tranh với Toyota Avalon và Kia K8, xe còn có tên gọi khác là Hyundai Ara tại thị trường quốc tế. Không hề quá khi nói rằng, mặc dù vẫn mang logo Hyundai, nhưng Grandeur hoàn toàn đủ tiêu chuẩn gắn mác hạng sang Genesis, thể hiện rõ nhất qua nội thất sang trọng và hỗ trợ nhiều công nghệ hiện đại thuộc diện nhất phân khúc, chưa kể tới hàng ghế sau vô cùng rộng rãi. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời thế hệ thứ 6, Grandeur 2021 được hãng xe Hàn Quốc ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Sensua Sportiness, vốn đang được sử dụng trên Sonata 2021, với bộ khung gầm được thay đổi, dài hơn 60mm và rộng hơn 10mm so với bản cũ. Cụ thể thì kích thước của xe dài rộng cao lần lượt là 4.990, 2.885 và 1.875mm. Kích thước này tương ứng với VinFast Lux A2.0 hay các dòng xe sang hạng E như là Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5 Series. Nội thất sang trọng và nhiều công nghệ hơn trước đây, màn hình cụm đồng hồ và giải trí đồng kích thước 12.3 inch, vô lăng được thiết kế lại, màn hình cảm ứng riêng cho hệ thống điều hòa, cần số dạng nút bấm, vô lăng thiết kế mới, đèn nội thất 64 màu là những chi tiết cao cấp bên trong khoang cabin. Về công nghệ an toàn, xe trang bị hệ thống tránh va chạm khi lùi, tránh va chạm phía trước, hiển thị điểm mù trên màn hình, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, hỗ trợ lái xe trên cao tốc. Sức khỏe hành khách được đảm bảo nhờ cảm biến phát hiện bụi mịn thế hệ mới và bộ lọc không khí siêu nhỏ. Đồng thời, các kỹ sư Hàn Quốc cũng cải thiện khả năng cách âm cho xe. Tại Hàn Quốc, thì những vị khách đặt hàng mua Grandeur được lựa chọn 4 cấu hình động cơ, bao gồm 3 bản xăng là 2.5 lít 4 xi lanh có công suất 196 mã lực, mô men xoắn 248 Nm, V6 3.3 lít, công suất là 290 mã lực, mô men xoắn là 343 Nm, 2.4 lít hybrid và một bản chạy khí dầu mỏ hóa lỏng. Tại Hàn Quốc, thì Hyundai Grandeur 2021 dao động từ 32,94 triệu won, tương đương với 28.150 USD đến 44,89 triệu won, tương đương 38.360 USD. Các bạn thân mến, liệu có khi nào Hyundai Grandeur sẽ là cái tên mới thay thế cho dàn xe Sonata đã vắng bóng tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây? Các bạn có mong chờ điều này hay không? Hãy để lại ý kiến cho mọi người cùng biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của tạp chí Siêu Xe.